Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển đến 5.000 m, hoạt động mạnh dần nên từ hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-80mm trên 24 giờ. Có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, cảnh báo trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên đến 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1. Hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Tiếp theo là tin nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 65%. Dự báo do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục từ 24 đến 27 độ vĩ bắc, kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày mai ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 18 giờ. Cảnh báo ở khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, nên bà con ở những khu vực này cần hết sức chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc tế kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS cho biết, hiện nay trên biển Đông khu vực Tây Thái Bình Dương xuất hiện một vùng áp thấp đang tiếp tục hoạt động mạnh. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 đến 13,5 độ vĩ bắc, 123,5 đến 124,5 độ kinh đông trên khu vực vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,3 độ vĩ bắc, 116,5 độ kinh đông trên khu vực vùng biển giữa Philippines và Đài Loan của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Tại đây, vị trí, cường độ và hướng di chuyển của áp thấp này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích để đưa ra những thông tin chính xác nhất gửi tới quý vị và các bạn. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo xa. Tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên bà con cần đề phòng và chú ý. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía Bắc có mưa dông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3,5 đến 5m, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Khu vực Hà Nội có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào rải rác, có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng Bình Thuận là 31 đến 34 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam đến nam cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa thì 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.